của Lê Sân Khấu, CEO của Vinco Architect, kiến trúc sư Nguyễn Thế Phương, xin mời. Lời đầu tiên là phải rất dành lời khen ngợi cho cái video clip vừa rồi giới thiệu dự án. Thực sự là khi mà tắt ánh sáng rồi bản nhạc nổi lên hình ảnh, mọi người cảm giác như là đang trong một buổi liên hoan phim này. Thành thật mà nói là đây là một trong những phim video clip giới thiệu dự án hay nhất từ trước này mà tôi từng được xem. Rất tinh tế, âm nhạc rất hay. Và xin tất cả dành một tràng pháo tay lớn cho cái video clip vừa rồi. Lúc nãy MC có nói mọi người dưới là chiến binh, thì tôi thì thường hay nói mọi người là những người hùng của dự án. Có rất nhiều người đã nhìn thấy tôi rồi và chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Nhưng mà lời đầu tiên phải nói là rất là chúc mừng và cũng là lời cảm ơn những người đã có mặt trong ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn vì các bạn đã đặt chân vào trong một dự án mà tôi nghĩ là khá là đúng, khá là tốt và khá là thời thượng trong thời điểm hiện tại của dự án của Việt Nam, của sự phát triển đô thị. Và cũng gửi lời cảm ơn các bạn vì chắc chắn các bạn sẽ là những người mà đóng góp phần lớn vào thành công của dự án. Và đây là kinh nghiệm của tôi rất là nhiều lần rồi, tất cả những người ngồi dưới thì đều là những người đồng hành của tôi cả. Thế mà chân thành cảm ơn mọi người đã dành buổi sáng như vậy đến hôm nay. Trên hình ảnh là một cô gái ở độ tuổi mà vừa tốt nghiệp đại học xong, bắt đầu ra trường, bắt đầu đi làm. Cái ở đây, ở phía bên dưới tôi có nói là chúng tôi không xây dựng công trình, chúng tôi xây dựng cuộc sống. Và chúng tôi lát những viên đá đầu tiên để mọi người đi lên tự do. Và đó là sự khác biệt của dự án là chen ra với lên dự án khác mà chúng ta là. Tất cả những dự án khác đều là những kiệt tác, những siêu phẩm dành cho giới doanh nhân kinh khủng cả. Nhưng mà cuộc đời của mỗi một con người đều bắt đầu từ những hành trình rất là gian nan vất vả giống như độ tuổi chúng ta bây giờ. Và tôi cũng ước mong là khi tôi còn trẻ 20 năm về trước mà tôi có được những căn hộ như này được, chắc chắn là bây giờ cũng sẽ là chủ đầu tư rồi, chứ không còn là kiến trúc sư nữa. Nhưng mà rất tiếc là hồi đây chưa có. Thì ở đây là nói bắt đầu ngay luôn là cái sự tự do của mỗi một con người không đánh dấu bằng việc là chúng ta đang ở một đất nước tự do, đang ở một thế giới hoàn toàn tự do rồi. Nhưng tự do ở đây có nghĩa là sẽ được sống thoải mái hơn. Và đây là những hình ảnh mà tôi nghĩ là mọi người đều rất là ngán ngẩm trong chuyện đi thuê nhà rồi, suốt ngày phải mua chỗ này mua chỗ khác rồi. Tất cả mọi người sẽ chắc chắn là sẽ có còn một số người đang ở nhà thuê, đúng không ạ? Chắc chắn là thế. Nhưng mà cứ yên tâm đi, khi lập Tenza ra thì chúng ta sẽ có những bước khởi đầu thực sự thành công trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Vì thế mà cái việc mà hoàn toàn sáng ngủ dậy giống như sáng nay, sáng thứ bảy ngủ dậy vươn vai rồi ôm chó ôm mèo xung quanh mình, mở nhạc ầm ĩ hay là nghe bản nhạc cổ điển vừa rồi một bên video clip là rất là thoải mái, không sợ là chủ nhà đến đòi tiền mình hay là tiền điện chưa đóng hay là bất kể một cái gì đấy. Rồi my new place cũng thế thôi, bếp mọi người hoàn toàn có thể làm theo thói quen của mình, thoải mái, tự do, và chúng ta có quyền được hưởng cái đấy bởi vì những sản phẩm đưa ra nó nằm đúng ở những cái mức độ mà chúng ta được mong muốn. Đấy là cái mà trong lập chân dài hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề là những sự khởi đầu cho sự tự do, cho cuộc đời của mỗi một con người và cho sự thành công của mỗi con người chúng ta ngồi dưới. Đó là những cái đối tượng mà chúng ta đang làm. Tất cả startup cũng thế, Phi Thanh Vân có thể mua căn hộ đấy cũng được, nếu mà không kêu gọi được một sát thì Phi Thanh Vân có thể mua căn hộ đấy để khởi đầu để gọi là A-Z-Love bất kể gì đấy. Nhưng mà đây là tôi nói thật, ước mơ là quyền của mỗi con người, và ước mơ đấy sẽ được xây đắp bằng những cái mà chúng ta đóng góp cho xã hội và cho sự nghiệp, cũng như là bằng những kiến trúc sư khi chúng tôi thiết kế, bằng những nhà phát triển dự án khi chúng ta đưa ra những sản phẩm phù hợp với tại vị trí ở đấy và phù hợp với từng đối tượng ở đấy. Đó chính là cái cách thông minh nhất để chúng ta đi đến sự thành công cho tất cả mọi người, không chỉ cho những nhà phát triển dự án như Khải Hoàn, không chỉ cho những kiến trúc sư như tôi mà cho tất cả các bạn nhiều dự kiến nữa. Sự cân bằng về công việc và cái môi trường ở là cái quan trọng nhất. Mọi người đều biết rồi, đấy ai cũng thế cả. Tôi cũng thế, chịu sức ép của chủ đầu tư nhiều lắm. Mọi người dưới cũng thế, sức ép rất là nhiều đúng không?
thì cái sự nói thẳng là cái việc mà quay lại về nhà, một ngôi nhà của mình có một sự yên ấm là cái hoàn toàn nên có, và chúng ta nên xây dựng nó, nên phát triển nó và cố gắng phấn đấu cho nó. Thế là Patenza chính là cái sản phẩm mà đưa ra để giúp những cái mọi người có thể cân bằng được cuộc sống khi mà sức ép công việc là luôn luôn có. Tôi không nghĩ bao giờ là cái chuyện đi làm việc mà nó vui vẻ cả, và đấy chính là cái để thúc đẩy chúng ta tiến lên, nhưng đồng thời để chúng ta không bao giờ có thể bị nặng nề về cuộc sống công việc và cuộc sống lúc nào đi làm việc cả, thì dĩ nhiên là một cái nơi trốn ấm để khi mình đi về, dù nó nhỏ, dù nó chỉ 4 mét vuông thôi, chỉ nó một phòng ngủ hay là một phòng ngủ rưỡi thì rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nó chính là nơi ở của mình, nơi của mình, không thằng nào đụng chạm mới được cả, không có ai có thể bốc khoai tây chiên của mình để ăn trộm được của mình cả. Mình muốn ăn cái gì mình ăn, mình thích làm cái gì mình làm, đấy chính là cái mà chúng tôi mong muốn ở trong cái sự cân bằng cuộc sống của con người trong cái thời buổi bây giờ, khi mà ai cũng nói là công việc rất là nặng nề, áp lực nhiều. Trong cái vấn đề trong cái giới thiệu của dự án ấy thì chúng ta có nhìn thấy những cái bản đồ này rồi, nhưng mà tôi nghĩ những cái này nó sẽ chưa nói đến cái giá trị thực sự của khu đất, vì thế mà tôi sẽ dùng hình ảnh của bản đồ ở đây. Là Patenza là cái màu vàng, cái phần một cái gạch chéo màu vàng là cái cầu đang được xây dựng để kết nối, thì mọi người cũng đã nói rồi, cầu này là cũng rất may mắn là nó quá cũ rồi sẽ được xây dựng mới, và đấy chính là cái rất là may mắn của chúng ta. Và cái thứ hai, cái quan trọng nhất ở địa điểm này, đấy là cái nét màu vàng bên dưới. Mọi người nhìn thấy và biết cái này là gì rồi đúng không ạ? Đây chính là đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Vấn đề ở đây đặt ra là tại sao tôi để bố đông màu đỏ, còn lại là bố đông màu xám làm sao? Những người nào có hướng nhìn trước thì sẽ thắng. Trong cuộc đời nào thế vậy? Ở chỗ nào thế? Ai nhìn thấy trước được thì mới sẽ chạy đến trước. Cái việc mà đến khi còi thổi rồi bắt đầu mới chạy thì sẽ hơi khó, vì lúc đấy sẽ mấy ông kiều nó vượt trước rồi. Do đó mà ở đây cái quan trọng nhất nhìn nhận đối với dự án này, và tại sao dự án này bây giờ mới muốn để đưa ra thị trường, mới muốn để giới thiệu cho các bạn, bởi vì là sau khi Sài Gòn phát triển rất nhiều nơi, phát triển trung tâm, phát triển Phú Hưng, rồi phát triển quay ngược lên phía đông, rồi phía tây, phía bắc, rồi bắt đầu quay ngược lại, tất cả những cái vùng đấy, suy cho cùng Việt Nam là một nước nằm ở ven biển, Việt Nam nằm ở bán đảo, do đó mà tất cả mọi cái đều sẽ quay về mặt nước, đều sẽ quay về biển, đều sẽ quay về hướng đông, hướng nam hết, khẳng định điều chắc chắn. Và đó chính là cái việc mà tại sao có cao tốc Bến Lức - Long Thành, tại sao giúp Bến Long Thành sau rất nhiều ồn ào, rồi sớm rất nhiều những tranh luận, rồi cuối cùng vẫn phải đạt được đấy. Và tại sao Vũng Tàu sẽ là phát triển, tại sao Cần Giờ sẽ phát triển, tại sao những con sông của Sài Gòn sẽ phát triển. Bởi vì đấy chính là những cái khu vực mà cửa ngõ kết nối mà không thể phủ nhận được trong hàng nghìn năm phát triển lịch sử của nhân loại rồi. Và Sài Gòn cũng y chang như thế. Điều đặc biệt chúng ta ngày hôm nay là trong tháng 10 năm 2019 này sẽ đặt chân vào lập Patenza, khi mà tất cả mọi người còn đang tụ tập ở Bình Dương, quận 9, quận 12, ở những khu vực xa xôi, và tôi không hoàn nàn gì những khu vực đấy cả, nhưng mà suy cho cùng người ta đều phải quay lại phía Nam. Và đó chính là cái lợi thế của chúng ta. Và cứ hình dung xem, rồi bạn sẽ không đi Tân Sơn Nhất nữa, rồi sẽ đi Long Thành đúng không? Sẽ đi sân bay Long Thành. Và khi mà đi sân bay Long Thành rồi, tất cả những cái con đường này hiện tại không phải là đang nằm trên giấy mà đã xây dựng. Nó là đã xây dựng. Vấn đề đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Thì đấy mới chính là cái điểm tốt. Còn nếu xây dựng hoàn thành rồi là một chuyện hoàn toàn khác. Thì lại loại nó là muộn rồi. Cho nó thức dậy 5 giờ sáng tốt hơn là thức dậy 7 giờ sáng. Vì thế mà tôi nghĩ là đây là những hình ảnh của thực tại đang có, và đấy chính là cái vị trí của lập thành giả. Tại sao nó lại là được đặt tên là Patenza, tại sao nó là một sự khởi đầu? Bởi vì những ý nghĩa của vị trí như thế. Tiếp theo, ở đây mọi người sẽ không nhìn rõ đâu. Tôi thì luôn luôn đi thẳng vấn đề và rất là trực diện và chi tiết. Đây là một cái du thuyền, hát nói du thuyền. Mọi người đừng có tin mọi người nói du thuyền 100 tỷ nhá, đừng tin nhá. Du thuyền bây giờ chỉ 150k, có nghĩa là khoảng 3 tỷ. Có cái còn rẻ hơn. Vì thế mai nó 100 tỷ, cười khẩy rồi bỏ đi nhá. Vấn đề ở đây không phải là không mua được du thuyền, vấn đề đây là mua du thuyền rồi đậu ở đâu, nó là câu hỏi. Rất nhiều người mua du thuyền dễ lắm, nói thật, tôi rất muốn mua du thuyền. Nhưng mà trong đất liền đậu ở đâu bây giờ, chẳng nhẽ cho lên gara đậu, rồi mỗi lần đi trở ra sông. Mặt nước luôn luôn là yếu tố quan trọng. Và vì thế mà ở đây, tại sao tôi nói là trong một cái dự án này, nếu mà trên nhìn tổng thể sẽ thấy rõ là cả dự án này kết nối thẳng ra một con kênh rất là nhỏ. Rồi từ con kênh này sẽ kéo dài ra phần kênh lớn hơn, rồi chạy ra phần sông Nhà Bè, chạy ra phía cửa ngõ ngoài này. Là sự kết nối rất là tốt.
nằm trực diện ở sông thì lại là không tốt, bởi vì nó giống như kiểu mình mua nhà mà nằm sát đường cao tốc ấy, là toàn xe container chạy qua không mà. Nhưng nếu mua nhà trong hẻm xe hơi là chuyện hoàn toàn khác, yên tĩnh, vào đỗ xe thoải mái, không cãi nhau, không tranh nhau, không có container, không có gì cả. Đấy chính là những cái phân biệt là của những cái lớp, bọn tôi gọi là những cái lớp không gian nó chuyển tiếp với nhau, và tại sao nó nằm ở cái vị trí mà có thể tốt như thế. Và đây là hai hình ảnh có thể nói rất là thực tế luôn. Những cái gì chúng ta đang tới nó sẽ tới, không thể tránh khỏi, và tất cả chúng ta đều có quyền tận hưởng hết. Và cái chuyện du thuyền mà share với nhau là cái chuyện hoàn toàn rất là đang xảy ra. Việt Nam sẽ có và sẽ xảy ra, không thể tránh được. Đường thủy là một đường cực kỳ đẹp, cực kỳ quan trọng, cực kỳ sinh thái, đặc biệt trong thời buổi bây giờ. Do đó mà cái việc mà có một kết nối một phần của dự án vào trong một cái bờ mặt nước là cái tôi nghĩ là tôi sẽ dành rất nhiều thời gian nhấn mạnh ở đây cái chuyện này. Và đây là hai hình ảnh, một hình ảnh rất là ăn chơi nhưng mà nằm ở trong một túi tiền chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng được, nằm ở trong thực tế của xã hội đang phát triển. Một hình ảnh ở bên dưới rất là môi trường luôn, chúng ta có thể có con cái chạy kayak, rồi có thuyền bến ở đấy, thuê chỗ của anh Hoàng, nhờ anh Hoàng đỗ cũng được, không sao cả. Sau buổi giới thiệu này tôi có được một chỗ ở đấy, chỗ là chỗ miễn phí luôn, vì thế mà rất là yên tâm cái chuyện là ở rất là lâu rồi nhưng mà sẽ mua được cái du thuyền để chạy lại qua sông. Đó là những cái lợi thế của dự án. Và đấy chính là điều trình bày ở trên này. Một con kênh nhỏ chảy dọc ở đây và toàn bộ phần đất này. Mọi người sẽ thấy đất ở đây là gần hơn 1,8 hectare. Rồi hơn 1,8 hectare. Rồi mọi người biết mật độ xây dựng là bao nhiêu không ạ? 26%. 27%, ok, mặc cả luôn 27,5%. Mọi người biết mật độ xây dựng của khu nghỉ dưỡng, quy hoạch chung của khu nghỉ dưỡng Việt Nam là bao nhiêu? Khu nghỉ dưỡng nhà khách sạn bao nhiêu? Khu nghỉ dưỡng ven biển khách sạn 25%. Mình quá 2% so với tiêu chí của khách sạn và nghỉ dưỡng của Việt Nam trên toàn đất nước. Vì thế mà tôi chẳng nói đây là resort trong thành phố hay là gì nữa, vì nó quen quá rồi chẳng nói gì đâu. Mọi người cứ dựa vào con số mà nói. Đất 1,8 hectare, mật độ xây dựng 27%. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tất cả con số nó sẽ nói lên hết. Và tôi nghĩ là khách hàng, tôi có nhiều cuộc nhận cuộc điện thoại rồi. Các bạn sau khi có khách hàng xong các bạn hỏi tôi, anh chị muốn thì có thể gọi anh Phương để hỏi xem kỹ vấn đề. Thì rất nhiều khách hàng cũng hỏi trực tiếp. Thì tôi nghĩ cái vấn đề đơn giản thôi, là con số nó nói hết tất cả. Và trong cái 1,8 hectare này thì có, ở đây chúng tôi đặt tên là có 2 khối và thành 3 tòa tháp. Tên của nó cũng có những ý nghĩa nhất định và nó phù hợp với lại những cái sự phát triển của dự án cũng như là khu đất mà tôi nói ngay từ ban đầu. Rồi bên cạnh đấy có một cái khu đất nhỏ, ở đây có một cái khu nhà văn hóa nhỏ. Đây là cái mà tôi nghĩ là mọi người thì nghĩ là có nên có hay không, nhưng tôi nghĩ là phải xoáy sâu vấn đề này, vì đấy là cái cốt lõi của vấn đề ở trong một dự án mà ít dự án nào có được. Phần lớn các dự án nó sẽ tách biệt với lại không gian hành chính quản lý của chính quyền. Nhưng mà tôi chắc chắn là mọi người khi mua nhà đều thích nhà mình ở gần Ủy ban nhân dân phường, ở gần trạm công an, ở gần trạm y tế, ở gần ban quản lý, ở gần nhà văn hóa. Đó là những cái kết nối của chúng ta mà không phải dự án nào có được, để mình kết nối với chính quyền địa phương ở đấy, để hai bên chúng ta không bao giờ có thể sống mà thiếu chính quyền được. Và cái sự kết nối nó rất là quan trọng. Tất cả đều cùng tương hỗ nhau và đi lên với nhau và phát triển với nhau để kết nối cộng đồng với nhau. Đấy chính là trong cái dự án này là có, và đấy là một cái đặc thù rất rất là quan trọng. Và khi có chính quyền ở trong phần quản lý dự án của mình rồi, tất cả mọi cái đều được đúng theo quy trình. Mọi người có thể tổ chức sinh hoạt văn hóa cho con cái, cho con đến đây chơi, tham gia sinh hoạt văn hóa của phường, của xã, rồi của khối chung cư, cộng đồng, kết nối với nhau. Nó khác hoàn toàn so với việc là ban quản lý dự án của tòa nhà muốn làm gì là thích thì tổ chức, không thích thôi. Rồi không đóng tiền phạt, không cho con ta đến. Chuyện đấy không có nữa. Và tôi nghĩ đây là cái văn minh của chúng ta, là văn minh của chúng ta không phải đóng hết cửa lại, không cho thằng nào vào. Mà văn minh của mình là kết nối với khu dân cư của một dự án, phát triển tư nhân, kết hợp với lại chính quyền của địa phương, cộng đồng, với hai kết nối lại và luôn luôn gắn chặt với nhau. Đấy chính là cái tiêu chí ở đây mà khó mà có thể có dự án nó khác nào có được. Tôi nghĩ bây giờ mọi người, hầu hết là mọi người đều xin là thôi.
hồi đấy tôi nhiều lắm, thương mại nhiều, bây giờ thôi cho tôi cái trạm y tế rồi đấy, hay cho tôi cái khu hành chính phường rồi đấy, rất nhiều người mỗi hoặc là một trạm, một cái gọi là khu vực cảnh sát của phường mà. Thì cái đấy là những cái nó thúc đẩy giá trị rất là nhiều cho dự án. Cái mà chúng ta hôm nay nói sẽ là Hanba Bình Minh. Hanba là theo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý sẽ là Bình Minh, còn tiếng Anh khác thì các tiếng khác thì khác, nhưng mà tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha sẽ là Bình Minh. Và đây là sự khởi đầu dự án. Hình ảnh này mọi người đã nhìn thấy rồi, trên nền đất của mình chạy ở phía đường chính vào trong này, vòng cái khu vực này, khu vực nó nằm ở đây, sẽ có hai tòa. Tòa chúng ta đang nói chuyện là tòa Bình Minh nằm ở đây, Vesta Fortuna sẽ nằm tòa tiếp theo, và dọc bên này là phần nước, phần bể bơi đi ra bên ngoài. Thì đây là cái khu đất mà mọi người, hình ảnh của mọi người có thể nhìn thấy đơn giản, sạch sẽ, nhìn rất là, nhìn có thể nói những cái từ mà mọi người hay dùng bây giờ, nhìn rất là thoát tục, nhìn rất là nó đơn giản như cuộc sống chúng ta, nó giống một bước chân của những người mà rất là trong sáng, là cái thứ bước vào cuộc đời, nó là như thế. Và đấy chính là cái điểm nhấn của dự án. Ở trong quy hoạch tổng thể rất là kỹ, khi mọi người lúc nãy mọi người xem clip, tôi xem clip tôi kỹ lắm. Thật ra là trong hình ảnh mà tôi đưa ra, mỗi một vị trí cây đặt là phải suy nghĩ, mỗi một con người đặt ở đâu là phải suy nghĩ. Và hôm nay tôi rất thích clip, tại sao tôi cứ nói thế, vì tôi nhìn rõ lắm. Bạn đi qua bạn thấy là có hai cặp đang nói chuyện với nhau, kiểu như một ông hàng xóm nói chuyện một bà hàng xóm, rồi thấy một đôi này đi ra đi vào trong nhà, rồi thấy trẻ con chơi bên này, tức là nó rất là kỹ, và tất cả mọi cái đều có ý nghĩa cả. Thì trên cái mặt bằng tổng thể cũng thế, thì mọi người khi mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy, và chúng tôi sẽ cảm giác được rằng mình sẽ rất được tôn trọng vì lối vào chính ở đây có một cổng lớn, cổng vào sảnh, sảnh trong này bắt đầu tiếp cận với tòa nhà. Ở đây lối vào tiếp, ở giữa hai khối nhà sẽ có một con đường kết nối chung ở đây. Thì giữa con đường kết nối này sẽ được đóng lại hoàn toàn, bởi vì giao thông hoàn toàn có thể kết nối phía bên này và phía bên này, chạy thẳng vào một tòa phía sau. Toàn bộ phần tiện ích được đặt ở ra phía ngoài, ra phần mặt nước và cũng như phần nhà văn hóa đây, cả một cái kênh dài này ở đây có cái đặc thù là mình gọi là nở hậu. Mặt trước mặt tiền thì hẹp, mặt sau thì mở rộng ra sâu ra vườn, rất là đẹp. Đấy chính là cái tôi nghĩ là những cái tính năng rất là ưu việt của dự án. Cổng vào chính, ở đây tôi có một hình ảnh là đưa một cái chìa khóa ra, thì đón được cái chìa khóa này sẽ là một cái vinh dự rất là lớn của tất cả những người của chúng ta dưới kia. Tôi nghĩ là dòng hàng không có nhiều, thật ra có cái dự án này khá là nhỏ, như tôi nói là 27% trên một diện tích 1.8 hectare, nó rất là ít, và số lượng căn hộ cũng rất là ít, cho đó mà sẽ rất là sung sướng khi mà có được một căn chìa khóa hộ vào trong này, bảo vệ sẵn sàng đi vào trong. Thì đi vào trong nhìn bên ngoài sẽ thấy là một mặt tiền rất là hiện đại của một đô thị phát triển với quỹ đất vừa phải, đi vào trong bắt đầu nó mở hết ra. Đấy chính là cái mà tư duy ở đây, và cũng như là trong cái hình ảnh dự án mọi người để ý là có cổng vào, có barrier, có bảo vệ, có nghĩa là toàn bộ dự án sẽ đóng lại, sẽ có hàng rào bao quanh hết chứ không mở. Bên dưới những cái phần thương mại nó cũng không phải mở cho, giống như là mình mở là tất cả ai muốn vào và muốn ra thì ra, nên nó ảnh hưởng an ninh của dự án. Đó là cái phần hình ảnh này. Tiếp theo là sảnh, tổ chức sảnh y chang như sảnh khách sạn, vào sẽ có lối vào, mọi người thấy nhá, đều lối vào hết này, vào đưa xe vào hạ xuống rồi bắt đầu xe ra tiếp, hoặc là xe ra hầm, hoặc là xe ra bên ngoài. Thì những cái này là những cái chi tiết mà mọi người thường hay xem rồi mình nghĩ ok, hình ảnh màu sắc thế, nhưng mà nên giải thích cho khách hàng họ hiểu rõ là tất cả ở đây nó đều rất là thấm đẫm và dày những cái tư duy của kiến trúc sư và những nhà quy hoạch, mà tất cả mọi người đều đấy hết để cố tình bố trí là tại sao nó phải có con đường ở đây, tại sao nó phải có cái bột hoa chỗ này, và tại sao những người đang đứng ở đây để thể hiện cái phong cách của dự án. Thì mọi người khi mà đưa ra cho khách hàng thì nên nói cụ thể chi tiết thế để cho tất cả mọi người hiểu. Nói có nhiều quá không? Thế tức hay ạ. Mời hãy vỗ tay ạ. Càng mỗi lần mà tôi chìm đắm vào dự án là như lên đồng luôn, vì thế mà sẽ nói rất là nhiều, và cũng mong là mọi người sẽ tương tác được rất nhiều. Nhưng mà tôi vừa nói tôi vừa để ý nhé, ai mà xem điện thoại ngủ gần là không được nhé. Đi sâu bên trong, rồi đây là bắt đầu một cái khu tiện ích. Thì ở đây tiện ích rất là ít, như tôi nói là phục vụ tiện ích cho khối dân cư và cộng đồng thôi, của phần tầng trệt và tầng 1. Thì nó sẽ bắt đầu phục vụ của những cái tiện ích cơ bản của hàng ngày, rồi sau đấy sẽ phát triển dần ra phía bên ngoài. Thì trên mặt bằng ở đây là khối tháp Hanba,
là tháp Bình Minh. À, tổng diện tích tổng của căn hộ là có 584 căn hộ được chia thành hai tháp. Mọi người có một cái rất là hay này. Khi mà nói với khách hàng thì tôi thường nói cái quan trọng nhất là giao thông, đúng không? Bây giờ tôi về căn hộ tôi mà tôi đợi thang máy cả 5 phút đồng hồ cũng được, bắt đầu tôi chửi ầm ĩ luôn, tôi cáu gắt rồi đấy. Vậy không được, rồi vào thang máy mà chen chúc mười mấy người vào một thang máy là chắc chết luôn, đúng không? Vì thế mà khi mà một căn hộ là cứ nhìn rõ bao nhiêu thang máy. Cái hay đây là có hai thang máy cứu hỏa nhá. Mà thang máy cứu hỏa đây là phải phân biệt rõ này, thang máy cứu hỏa đây là có phòng đệm riêng. Có nghĩa là trong trường bất kể một trường hợp gì xảy ra, mọi người, những người bác sĩ hoặc là người lính cứu hỏa đều có quyền tiếp cận cái thang này và chạy thẳng lên trên, mặc dù tất cả những thang này còn không hoạt động nữa. Đấy chính là cái rất rất là quan trọng trong an toàn của cư dân. Và như tôi nói là chúng ta dù làm bất kể một cái gì đi chăng nữa đều làm cho cộng đồng của mình. Vì thế mà hoàn toàn phải trung thực và cực kỳ trung thực đối với tính mạng của con người. Do đó mà sự an toàn là trên hết. Và để ở sẽ yên tâm là chuyện là không phải thỉnh thoảng có chuông báo cháy reo lên là lo, hoặc là mình lo lắng nó không chạy được. Tất cả những cái này nó đều có hết. Và cái này cũng là cứu hộ luôn. Ví dụ có người mà già bị ngã chẳng không thể đi được thì có thể nằm trên giường, mà thì cả cái thang này nó sẽ rất là dài, nó kéo một người xuống. Đấy chính là những cái điểm cơ bản. Ở đây có hai thang, mỗi bên có hai thang máy thoát hiểm. Tổng cộng là bên này 4 thang, bên này 4 thang là 8 thang máy. 8 thang máy chia ra 580 căn hộ. 8, 8, 6, 4, 8, 7, 5, 6, khoảng 70 căn hộ một thang máy. Tiêu chuẩn khách sạn là 60 căn, 60 căn khách sạn một thang máy. Ở đây là 70 căn hộ một thang máy. Thì mọi người cứ so sánh, mình có thể là 3 sao cộng. Mình không được 5 sao nhưng mình 3 sao cộng đối với tiêu chuẩn khách sạn. Còn đối với căn hộ thì tùy mọi người đánh sao nào mọi người đánh. Tôi nghĩ đấy là những cái rất là hợp lý trong mặt bằng này. Cũng như là hai khối căn hộ được đẩy so le nhau một chút để cho cái mặt phẳng của những cái căn nó được nhìn ra bên ngoài nhiều hơn. Và cũng như là khi hình khối mà khi nó được đẩy so le thì cái phần gió nó trượt nó sẽ tốt hơn là chuyện là thành một khối đặc hình cubic, hình ồn. Nó sẽ tốt. Và các căn hộ đấy cũng rất là đa dạng. Có để ý rồi mọi người, nếu nhìn mặt kỹ mặt bằng căn hộ rất là đẹp. Những mặt bằng căn hộ phía đầu góc này thì hai phòng vệ sinh, hai phòng tắm này đều được thông thoáng ra bên ngoài hết. Đấy nhá, diện tích rất là vừa phải, không phải diện tích lớn, nhưng hai còn đều có hai phòng tắm ra bên ngoài là yên tâm đối với khí hậu nhiệt đới như thế. Còn là những căn nhỏ hơn dành cho những người mà vừa ra trường ít tiền hơn nằm ở trong này, dù sao cũng có nhiều tiền hơn, mua ra căn bên ngoài nhiều tiền hơn nữa thì vào trong thành phố nhiều tiền hơn nữa thì mua khách sạn. Thì đấy là những cái mà rất là cơ bản để chúng ta có thể dùng được cho nhiều đối tượng khác nhau và nó hoàn toàn phù hợp. Ở tầng 4, 13, 23 của tòa A thì sẽ có một cái sân chơi. Mục đích của sân này làm gì? Đây là cái hình ảnh mà tôi đưa ra minh họa để có thể hiểu rõ là cái kết nối với cộng đồng và cái văn minh trong khu ở nó rất là cần thiết để cho mọi người hiểu rõ là ở chung cư nó sướng hơn ở nhà dưới như thế nào. Và đặc biệt là đối với chúng ta khi mà tất cả mọi người, anh em mình đây đều là global citizen, mình là đều công dân toàn cầu, mình không còn là công dân kiểu như là cửa đóng then cài nữa. Thì cái việc mà kết nối với nhau cũng như là đưa con cái kết nối với nhau ở những cái sân này ở tầng 4, tầng 13, tầng 23 này rất là đẹp. Chỗ đấy có thể chồng dẫn vợ cái ra hút thuốc này, hoặc là vợ dỗ chồng ra trốn vào chỗ gốc cây này thì chồng ra tìm. Hoặc là hai đứa ở trong một đứa nhà A1, một đứa ở nhà B2 hẹn nhau đây. Hoặc là bọn học trò nhau đi học về xong tụ tập đây là học nhóm. Hoặc là sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố của tầng 13 đến tầng 23 tổ chức ở đây. Cho biết thế nào, ok, trồng cây là gì, nông trại là gì, giáo dục công dân nó là thế nào. Và những cái nó đi rất là thực tế và nằm tại trong trái tim của nhà mình luôn, nằm tại khu đất của nhà mình luôn. Bố mẹ có cho con cái ra đây cũng hoàn toàn yên tâm, ở cái sân đấy là có cô chồng rồi đấy. Hoàn toàn yên tâm mà đến sân tầng 4 này, hoặc đến sân tầng 23 tìm là hoàn toàn yên tâm con cái đấy. Đấy là những cái rất là văn minh và những cái thực sự là chúng tôi cảm thấy là động trang về trái tim khi mà nói về những cái dự án như này, để dành một quỹ đất hoàn toàn mình bỏ qua những cái căn hộ đấy để dành một quỹ đất tiện ích khác biệt hơn và nó đi sâu hơn. Bể bơi đương nhiên là có. Nhưng mà phải nói thẳng là người Việt Nam rất là sướng. Sướng hơn rất nhiều các nước khác, vì các nước khác là đừng có nói mà nhà ở có bể bơi. Việt Nam là cứ nhà ở là phải bể bơi đó. Kể cả là Potenza thôi, cho
đối tượng mà vừa mới ra trường xong, vừa mới có việc xong cũng có bể bơi. Thì chúng ta phải một lần nữa là phải cảm ơn vì Việt Nam đang trong một cái giai đoạn thăng hoa cực kỳ gọi là khó có thể có được ở những thế hệ sau nữa. Nó là thăng hoa trên thế giới rất là nhiều, trong cả lĩnh vực phát triển bất động sản, trong cả trí tuệ của con người, trong cả cái gọi là môi trường sống của mình. Thì nó là những cái mà tôi nghĩ là mình phải nắm bắt được ngay cơ hội vì nó sẽ không còn có quá nhiều. Thế đây chính là những cái mà chúng ta có với phần bể bơi ra ngoài mặt nước, phần không gian thể thao, phần không gian cây xanh tiện ích ở phía bên ngoài. Ở đây cái này là cái trích của đoạn phim ra. Có một cái rất hay mọi người có thể nhìn này. Trong cái bố trí của sân vườn, sân chơi này ấy, mọi người sẽ thấy là bố trí không phải là bỗng nhiên làm thế đâu nhá. Sẽ có mấy cái chỗ để chơi bóng rổ này, sẽ có mấy cái trượt cao tốc này, sẽ có mấy đồ chơi của trẻ nhỏ này. Nó là sự kết hợp của các thế hệ của con người với nhau. 15 tuổi, 17 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi đều có thể chơi chung ở một chỗ. Và đấy chính là cái tinh tế của những bạn vẽ. Không phải bỗng nhiên mà chúng tôi vẽ như thế, không phải bỗng nhiên mà tôi nhìn như thế. Cái thứ hai, có thể nhìn thấy mấy người lớn ngồi đây đúng không? Khi bạn cho con đi chơi ấy, con nhỏ, bạn rất muốn quan sát nó chơi nào, có thể là an toàn hay không, nó ngã hay không. Mình đưa con đi chơi. Thì khi mình đưa con đi chơi, ông nhà B1 và bà nhà A2 nhỉ, hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau được. Tôi không nói ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhá. Chỉ nói về chuyện là... chỉ nói về chuyện là nhà ông đóng tiền điện chưa này, hay là công việc của ông thế nào này, mà bây giờ đầu tư cái gì thì được. Chứ tôi không nói chuyện hạnh phúc gia đình. Thì chính là ở đây, chính là cái chỗ mà để mọi người có thể hình dung là khi đọc một cái hình ảnh của kiến trúc sư, đọc một cái hình ảnh của dự án, mọi người sẽ nhìn rất là kỹ để thấy là giá trị của... Nói thật là giá trị của tôi nằm hết trong này rồi, nó không có gì cả, tôi không có vàng bạc hay là xe cộ hay là gì hết. Nhưng tất cả giá trị nằm ở đây, và vì thế là đấy là những cái mà tôi rất mong là cầu mong là mọi người và xin mọi người là khi mình nói truyền tải về lập trang ra để nó đến khách hàng, thì cố gắng truyền tải hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã có và đã thực sự là cống hiến. Nhìn từ trên xuống cũng như thế, tất cả những cái bố cục ở đây đều bố cục có chủ đích và có những cái mục tiêu sẵn có cả khu vực tập thể thao ngoài trời, sân vườn. Và đây cũng là cái rất hôm nay tôi rất là thích, khi mà đi qua con đường này thì có người nói chuyện ở đây, người nói chuyện ở đây. Và tại sao người ta đứng ở đây nói chuyện được? Bởi vì đứng ở đây nó dưới cái giàn hoa này. Nói logic nha, không thể bỗng nhiên đứng dưới trần nắng nói chuyện nhau thì người ta bảo dở hơi. Đứng ở dưới giàn hoa rồi vì nó có bóng mát, rồi nó có hoa, rồi sáng thứ bảy đứng đấy xuống đấy đưa con xuống rồi dắt chó đi dạo, rồi đứng ở đây nói chuyện với nhau, thì nó dưới này đấy chính là cái khung cảnh của dự án mà tất cả mọi người khi đọc đều nhìn thấy rõ. Và nó chính là những cái xứng đáng để chúng ta quan tâm, bỏ thời gian ra và xem xét và truyền tải, và cũng như là những người mà mong muốn có những cái căn hộ ở đây. Bể bơi thì không nói nữa, rất là đẹp, đẹp vô cùng, rộng, có rất nhiều không gian tiện ích được kết nối. Con đường là một cái đặc sắc này. Đây chính là con đường nằm giữa của khu dự án. Cái bên này là tòa An Ba, và bên này là sẽ hai là tòa tiếp theo. Thì dưới này có một con đường, hàng ngày sẽ giờ cao điểm sẽ cho xe chạy qua. Cuối tuần như sáng hôm nay là đóng lại hoàn toàn cho trẻ em đi chơi. Thì tôi đang hình dung là buổi sáng thứ bảy là bọn nhóc sẽ ra đây ngồi vẽ vời đây, làm một cái gọi là Children Festival, làm một cái liên hoan cho trẻ em ở đây ngồi, chúng nó vẽ với nhau, là sinh hoạt của thiếu nhi với nhau ở chỗ này rất là đẹp. Đây là cái hình ảnh mà mọi người hay làm thôi. Thì nói thật là bây giờ mặt nước phun nước với lại ánh sáng thì nhiều quá tôi chẳng thích lắm đâu, nhưng mà tôi rất thích về nhân văn hơn. Nhưng mà có những cái này nó cũng sẽ là hay. Có buổi tổ chức sinh nhật ở đấy, ai muốn thuê chỗ này thì bạn quản lý dự án này cho thuê, rồi ra đây tổ chức sự kiện với nhau, tập thể thao đây bến bờ, rồi bến bờ thuyền. Cái này cũng không nói nữa rồi. Gần như cuối cùng, câu hỏi tiền để làm gì có rất nhiều người nổi tiếng nói rồi. Và bây giờ chúng ta cũng vẫn hỏi, tiền nhiều để làm gì? Cái hình ảnh này nói là tiền nhiều có phải để bịt khẩu trang để sống không? Hình ảnh này nữa. Ở dưới này, thật ra là rất tình cờ thôi, khi cái dòng chữ màu đen của tôi mất đi này, thì dưới này có chữ life, và đấy có chữ freedom. Rồi nếu tất cả những cái này, bức ảnh này tại sao tôi chọn? Bức ảnh này nằm ở một cái đô thị mà mọi người thấy nhà cao tầng nằm đằng sau rồi đúng không? Mong muốn là công dân của một đô thị lớn ai cũng mong muốn cả.
Nhưng đấy có phải thực sự là cuộc sống không? Và đấy thực sự có phải là tự do không? Thì là câu hỏi của mỗi người. Và hình ảnh ở đây thì mọi người đều biết rồi. Như thế này có tự do hay không là mọi người tự trả lời. Và ở đây, cái sự tự do của Lopatin mang lại là sự tự do thực sự. Một điểm mà tôi nói là barbecue và đồ nướng ở ngoài sân nha. Mọi người nhìn đồ nướng ở nhà các chung cư nào có đúng không? Đừng có nhầm tưởng. Người ta sẽ vẽ cho các bạn một cái chỗ để người ta làm BBQ. Nhưng mà cứ hình dung là khi mà cái khu đất nó chỉ có vài nghìn mét vuông á, mật độ xây dựng nó 60%, 70%, cái khói này nó bốc lên, thằng nào nó chịu được? Có ai cho phép không? Không. Đấy là thực tế. Chắc là hình ảnh là một chuyện, thực tế là một chuyện. Nhưng mà 1,8 hectare, mật độ 27%, thì đương nhiên tôi hoàn toàn có thể làm được một cách rất là xa. Nằm ở một cái khu vực mà xung quanh không có nhiều nhà lớn, mặt nước cây xanh mênh mông thì hoàn toàn có thể làm được cái chuyện này. Đó chính là cái mà trong cái hình ảnh này. Hình ảnh này là hình ảnh rất đẹp và thể hiện luôn sự bình minh, bởi vì có mặt trời kia. Và chúng tôi nói là bình minh và sự khởi đầu, đấy chính là cái hình ảnh mà tôi mong muốn là nó sẽ thực sự tiếp diễn và nó sẽ thực sự là thành hiện thực đối với các dự án của mình. Và ở đây thì khi trong cái phần hình ảnh này, đây là câu lệnh, tôi quay lại ngay từ cái ban đầu luôn để kết thúc phần trình bày của mình, là món quà của một bố mẹ mang lại cho con cái, món quà của chúng ta đem lại cho thế hệ sau, không phải là tiền, nhưng là một cái sự khởi đầu. Và sự khởi đầu đó hoàn toàn có thể chỉ là 1 tỷ, 2 tỷ cho một căn hộ, nhưng nó mang lại tự do cho con người, mang lại cái sự phóng khoáng cho một cuộc đời mới phát triển. Vì thế mà ở đây tôi dùng rất là những cái từ ngữ rất là Việt Nam, vạn sự khởi đầu nan. Và là Patenza và Khải Hoàn thì không tạo ra kiệt tác ở trong dự án này, nhưng chúng tôi tạo ra sự khởi đầu của vạn sự như ý. Và thành thật cầu mong tất cả mọi người có vạn sự như ý trong cuộc đời. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại. Hãy bấm like và subscribe kênh YouTube này để nhận những thông tin và hình ảnh mới nhất từ chủ đầu tư.